Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game Liên Quân trên chiếc iPhone 6S nha các bạn. Ở mức đồ họa thì máy nó mặc định là cao, còn chất lượng chi tiết là cao luôn. Mình sẽ để y nguyên như vậy luôn nha các bạn. FPS cao nè. Rồi, ok. Thử tướng nha. Mình chỉ chơi thử một xíu thôi cho nên mình vào phần thử tướng chứ mình không có chơi trong trận đấu với người khác nha các bạn. Hiện tại thì FPS của nó đang là 60. Để xem lúc giao tranh nó có bị tụt xuống không nha các bạn. Mình nghĩ với mức giá từ 7 đến 800 thì con iPhone 6S này nó vô địch các bạn ơi, về mọi thứ luôn. Có thể nó chỉ bị thua thiệt về pin thôi, bởi vì nó sản xuất cũng lâu rồi, thì nếu mà thay pin mình nghĩ cũng ổn. Từ các ứng dụng cơ bản cho tới game nó đều chiến rất là mượt, camera chụp rất là đẹp. Mà giá thì không quá mắc. FPS thì mình thấy nó dao động từ 59 đến 60 nha các bạn. Rất ngon luôn. Tuyệt vời. Rồi, ok. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.